Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới 7 ngày phát sóng trực tiếp trên kênh VTC 14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những điểm nhấn của tình hình thế giới trong tuần qua. Chủ nhật ngày 28 tháng 4, nhà chức trách Bangladesh cho biết họ đã bắt giữ chủ nhân của tòa nhà 8 tầng bị sập hôm 24 tháng 4 do có liên quan trực tiếp tới vụ việc nghiêm trọng này. Theo Bộ Nội vụ Bangladesh, sau 4 ngày săn lùng, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Mohammed Sohail Rana, chủ của tòa nhà bị sập khi hắn đang tìm cách trốn sang Ấn Độ. Bộ Nội vụ Bangladesh cho biết Rana sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thảm kịch vừa qua với mức phạt cao nhất. Do trước khi xảy ra vụ việc, mọi người trong tòa nhà đã được yêu cầu phải di tản, nhưng chính Rana đã buộc các xưởng may và công nhân tiếp tục làm việc trong tòa nhà. Vụ bắt giữ được tiểu đoàn phản ứng nhanh của Bangladesh thực hiện và kết quả nhanh chóng được thông báo trên loa phát thanh ngay tại hiện trường vụ sập nhà. Cảnh sát địa phương cho biết một tòa nhà cao tầng khác cũng thuộc sở hữu của Rana cũng đã bị niêm phong sau khi xuất hiện nhiều vết nứt trên các cột trụ. Sau khi có thêm 41 thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị đổ sập, số người chết vì thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất Bangladesh tính đến ngày 3 tháng 5 đã lên tới 482 người. Một quan chức phụ trách hoạt động cứu hộ cứu nạn có tên Harunur Rashid cho biết tòa nhà gồm 5 xưởng may đã bị đổ sập ở khu vực gần thủ đô Dhaka vào ngày 24 tháng 4, khi đó có khoảng 3.000 người ở trong tòa nhà. Cho đến nay, ít nhất 2.473 người đã được cứu sống. Ông Rashid cho biết máy ủi và máy xúc đã được lực lượng quân đội và cứu hỏa sử dụng để dỡ bỏ núi gạch đá chồng chất nhằm nhanh chóng đưa được những thi thể nằm dưới những tầng thấp ra ngoài. Trong khi đó, quanh khu vực tòa nhà bị sập, nhiều người nhà của các nạn nhân vẫn tập trung đông đảo với nỗi đau khổ tuyệt vọng sau 10 ngày vụ việc xảy ra. Số người chết dự tính sẽ vượt quá 500 người sau khi giới chức Bangladesh ngày 1 tháng 5 cho biết vẫn còn 149 người chưa được tìm thấy. Thứ hai ngày 29 tháng 4, tại thủ đô Bogota của Colombia, Liên Hợp Quốc đã tổ chức một diễn đàn mở nhằm hỗ trợ đẩy nhanh tiến trình hòa bình giữa chính phủ Colombia với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau khi hai bên quyết định cùng trở lại bàn đàm phán. Liên Hợp Quốc cho biết đã hoàn thành các công đoạn chuẩn bị cho diễn đàn mở diễn ra trong 3 ngày, vốn được thiết lập để giúp hai bên nhanh chóng giải quyết các xung đột thông qua thương lượng. Trong đó, chương trình nghị sự được đưa ra là khả năng tham gia các hoạt động chính trị của FARC trong tương lai. Các đảng phái chính trị, các phong trào hòa bình và truyền thông đã tham gia đồng hành cùng các cuộc đàm phán giữa chính phủ Colombia và FARC nhằm thảo luận về vấn đề trọng tâm mà hai bên đã nhất trí. Tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và FARC được khởi động từ hồi tháng 10 năm 2012 với sự bảo trợ của Cuba và Na Uy, trong khi Chile và Venezuela đã tham gia với tư cách là các nước đồng hành. Hai bên đã thống nhất đàm phán về các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển nông thôn, giải giáp vũ khí, sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị, cuộc đấu tranh chống ma túy và bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang. Thứ ba ngày 30 tháng 4, tại thủ đô Amsterdam, tân quốc vương Hà Lan, Willem Alexander đã chính thức tuyên thệ đăng quang, trở thành vị vua đầu tiên của đất nước Hoa Tulip kể từ năm 1890. Lễ đăng quang diễn ra sau khi nữ hoàng Beatrix ký sắc lệnh thoái vị và nhường ngôi lại cho thái tử Willem Alexander vào chiều ngày 29 tháng 4. Quốc vương Willem Alexander trong bộ vest màu đen cùng hoàng hậu Maxima đã làm lễ tuyên thệ tại nhà thờ Newquay. Nữ hoàng vừa thấy vị Beatrix cùng nhiều thành viên trong hoàng tộc, các quan chức chính phủ và đông đảo khách mời, trong đó có các đại diện hoàng gia trên thế giới, đã có mặt chứng kiến lễ đăng quang. Quốc vương William Alexander, 46 tuổi, hiện là vị vua trẻ nhất ở châu Âu. Phát biểu trong lễ tuyên thệ, quốc vương William Alexander nhấn mạnh mong muốn trở thành một vị vua có thể mang lại sự gắn kết xã hội và mọi người được sống trong bình đẳng. Khoảng 25.000 người đã tụ tập tại quảng trường Dam để đón mừng sự kiện trọng đại này của hoàng gia. Trong khi đó, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, một buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên Tango cho Maxima đã được tổ chức nhằm thể hiện lòng kính trọng đối với Hoàng hậu Maxima, người xuất thân từ quốc gia Nam Mỹ này. Như vậy, với lễ đăng quang này, Thái tử William Alexander đã trở thành vị vua đầu tiên sau 123 năm, kết thúc thời kỳ dài phụ nữ thống trị ngai vàng Hà Lan. Thứ tư ngày 1 tháng 5, trong phiên họp Quốc hội Venezuela,
các nghị sĩ nước này đã có màn ẩu đả dữ dội, khiến nhiều người thâm tím mặt mày sau khi có những tranh cãi về kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Căng thẳng xuất hiện ngay trước phiên họp do các nghị sĩ đối lập muốn từ chối công nhận chiến thắng của Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, các nghị sĩ đối lập nói rằng các nghị sĩ của đảng cầm quyền tấn công họ sau khi Quốc hội thông qua lệnh cấm phe đối lập phát biểu trước Quốc hội nếu họ không công nhận chiến thắng của ông Maduro. Tuy nhiên, các nghị sĩ của đảng cầm quyền cáo buộc những đồng nghiệp của phe đối lập gây nên cảnh bạo lực. Giới truyền thông không có cơ hội chứng kiến cảnh bạo lực vì các nhà báo không được quyền tham dự phiên họp. Nhưng trong một đoạn video do kênh truyền hình Global Vision công bố, người ta thấy nhiều nhà lập pháp đánh đồng nghiệp, trong khi nhiều nghị sĩ khác cố gắng can ngăn. Vụ ẩu đả cho thấy tình trạng chia rẽ sâu sắc trong chính trường Venezuela sau cái chết của cố Tổng thống Hugo Chavez tháng trước. Ông Maduro, người mà ông Chavez chọn làm phó tổng thống, đã đánh bại đối thủ Henrique Capriles trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 4. Tuy nhiên, ông Capriles từ chối công nhận thắng lợi của ông Maduro và cho rằng phe đối lập thua do hàng loạt gian lận trong quá trình kiểm phiếu. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng về việc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc chiến tại Syria, song chưa có xác định cụ thể là do bên nào sử dụng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2 tháng 5 cho biết họ đang kiểm tra mẫu máu của những người dân Syria bị thương trong các cuộc xung đột xảy ra mới đây gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm dấu vết liên quan đến vụ việc này. 54 người Syria bị thương trong một cuộc không kích gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30 tháng 4 đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện ở thị trấn biên giới Rehali thuộc tỉnh Hatay. Trong khi đó, mẫu máu của họ được gửi đến Viện Pháp lý Y học Thổ Nhĩ Kỳ xét nghiệm sau khi xuất hiện những triệu chứng khó thở. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này đang rất cẩn trọng trước những thông tin về việc vũ khí hóa học đang được sử dụng trong cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria. Động thái nói trên của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang ồ ạt đưa ra các bằng chứng về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 2 năm qua tại Syria. Thứ Năm ngày 2 tháng 5, hãng tin Reuters đã dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này vừa phải thành lập một quỹ hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300 tỷ won, tương đương 273 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp phải rút khỏi khu công nghiệp Kaesŏn. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2 tháng 5 cho biết khoản tiền nói trên nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết những khó khăn trong vấn đề thanh khoản do phải ngừng hoạt động tại Kaesŏn. Ngoài ra, ba ngân hàng tại Hàn Quốc cũng đang tiến hành mở rộng một khoản hỗ trợ khác cho các công ty này. Cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, đây chỉ là các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho 123 công ty bị ảnh hưởng do đợt khủng hoảng vừa qua. Các công ty của Hàn Quốc đã buộc phải ngừng hoạt động từ hôm 9 tháng 4 vừa qua khi Bình Nhưỡng ra lệnh rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình. Đáp lại, phía Seoul cũng lệnh cho toàn bộ 175 công dân nước mình tại Kaesŏn về nước, đẩy khu công nghiệp vào nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson của Mỹ, nếu các doanh nghiệp Hàn Quốc bị phá sản sau khi phải đóng cửa nhà máy tại khu công nghiệp Kaesŏn, nước này có thể sẽ phải gánh chịu thiệt hại lên đến 5,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng tại Syria đã bước sang năm thứ 3 với khoảng 70.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Con số này sẽ tiếp tục tăng bởi cho đến nay thì cộng đồng quốc tế cũng như chính Syria vẫn chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng triền miên. Thế giới 7 ngày hôm nay xin dành thời lượng để nói về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này với hai vị khách mời là chuyên gia bình luận quốc tế tiến sĩ Đỗ Sơn Hải và bà Trần Thị Lan Hương đến từ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã tới tham dự chương trình. Trước khi đến với phần trao đổi, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Tròn 2 năm trải qua nội chiến, Syria đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng. Cuộc xung đột tại quốc gia đầy bất ổn này đã bước sang năm thứ 3 mà không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người phải chạy sang sống tị nạn ở các nước khác, trong khi hàng triệu người khác cũng đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Cuộc khủng hoảng tại Syria đang bên bờ vực nguy hiểm và có thể để lại những hậu quả lâu dài đối với toàn bộ khu vực Trung Đông, trong đó tương lai của thế hệ trẻ em Syria đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, gần một nửa trong tổng số 4 triệu người đang cần trợ giúp khẩn cấp tại Syria là trẻ em dưới 18 tuổi. Xung đột còn khiến gần 1 triệu trẻ em ở độ tuổi dưới 14 hiện đang phải sống trong cảnh không nhà cửa, hơn 500.000 trẻ em khác phải đi lánh nạn tại quốc gia lân cận. Còn theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, có khoảng 2 triệu trẻ em Syria đã trở thành những nạn nhân bị lãng quên kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu bùng nổ tại đất nước này cách đây 2 năm.
Báo cáo nêu rõ, ngày càng có nhiều bé trai bị các tay súng chống chính phủ ở Syria sử dụng như là những lá chắn sống, người đưa tin và bị đẩy ra mặt trận, trong khi các bé gái thì bị gia đình buộc lấy chồng sớm để đảm bảo rằng các em có người bảo vệ trước nạn tấn công tình dục. Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres vừa cảnh báo tình hình bất ổn kéo dài chưa có lối thoát tại Syria đang dẫn đến nguy cơ số lượng người Syria đi tị nạn có thể tăng gấp 3 lần vào cuối năm nay so với con số 1 triệu người như hiện nay nếu như không có một nghị quyết nào được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng xung đột tại nước này. Trong khi tình trạng bạo lực ở Syria chưa chấm dứt, dư luận lại tiếp tục quan ngại về tình hình Syria sau khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 14 tháng 3 tuyên bố rằng Pháp và Anh sẵn sàng vũ trang cho lực lượng đối lập tại Syria, thậm chí không cần tới sự ủng hộ của Liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh các bên có lợi ích liên quan, vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, Syria vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn với các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra, đẩy hàng triệu người dân vào sự thống khổ. Hiện không có ai có thể dám chắc điều gì sẽ xảy ra tại Syria trong thời gian tới và tương lai của quốc gia Trung Đông này sẽ đi về đâu vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Vâng, như vậy thì là cuộc khủng hoảng tại Syria đã bước sang năm thứ 3. Thưa bà Lan Hương, theo bà thì căn nguyên nào đã dẫn tới cái cuộc khủng hoảng tại đây? Tôi nghĩ là cái cuộc khủng hoảng ở Syria hiện nay có rất là nhiều lý do. Tuy nhiên thì cái lý do xuất phát từ nội tại cái đất nước đấy là cái lý do căn bản. Mà trước hết thì là cái mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo ở Syria. Bởi vì đây là một cái quốc gia Trung Đông mà có cái sự mâu thuẫn giữa các sắc tộc rất là lớn. Ở cái đất nước này khoảng 22 triệu dân thì cái nhóm người Alawite là người ta được quy về cái dòng Hồi giáo Shia, họ chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Tuy nhiên họ lại nắm giữ rất là nhiều cái vị trí quan trọng trong chính quyền, trong đảng Baath, và đặc biệt là họ ủng hộ rất lớn đối với lại chính quyền của Tổng thống Assad, Bashar Assad. Thế, cộng đồng này cũng là được coi là cái nhóm người thượng lưu ở cái khu vực ở đất nước Syria đấy. Trong khi đó nhóm người mà chiếm đại đa số dân số đấy là những người Hồi giáo dòng Sunni, thì họ lại chiếm tới 74% dân số, nhưng hầu hết họ lại là những người lao động nghèo. Và cái mâu thuẫn này nó âm ỉ từ khi mà dòng họ Assad lên nắm quyền từ những năm 70. Sau đấy là ông Bashar Assad nắm quyền kế vị người cha là từ năm 2000. Và để thúc đẩy cải cách kinh tế thì họ làm rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái người dòng những cái người thuộc nhóm Hồi giáo Sunni họ bị gạt ra ngoài lề rất là lớn. Vì vậy là cái mâu thuẫn giữa sắc tộc tôn giáo ở cái đất nước này nó lên đến đỉnh điểm. Ngoài ra thì có rất là nhiều nguyên nhân khác. Chẳng hạn như là với cái giai đoạn cầm quyền lâu như thế thì cái chính phủ nó cũng không được, nó gần như sơ cứng và nó không có những cái cải cách mang tính chất linh hoạt. Rồi kinh tế mất cân đối. Hoặc là ở Syria thì năm 2008 thì chứng kiến những cái cuộc hạn hán rất là lớn ở cái vùng miền Đông Bắc. Vì vậy thì là người dân họ gặp rất nhiều cái khó khăn, đặc biệt là nông dân. Hoặc là cũng giống như các nước Trung Đông Bắc Phi khác thì Syria cũng là một đất nước mà có cái tỷ lệ tăng trưởng dân số rất là nhanh, nhưng mà thị trường lao động lại kém linh hoạt. Vì vậy là người dân có cái tỷ lệ thất nghiệp cũng rất cao. Cơ cấu kinh tế thì nó không được cân đối. Những cái nhân tố bên ngoài chẳng hạn như là cái hiệu đứng ứng domino của cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, nó cũng khiến cho cái cuộc khủng hoảng Syria này nó trầm trọng hơn. Vâng, ông Hải, ông có bổ sung gì về cái nguyên do gây nên cái cuộc khủng hoảng tại Syria trong những năm vừa qua không ạ? Có lẽ là tôi cũng hoàn toàn nhất trí với bà Hương trong cái đánh giá về cái mâu thuẫn nội tại của Syria. Đây là cái nguyên nhân căn bản. Có lẽ là chúng ta cũng nhìn nhận nó rộng hơn một chút, bởi vì cái này nó liên quan đến cái việc mà cái cuộc nội chiến này nó kéo dài hơn 2 năm và bây giờ đã bước sang năm thứ 3 rồi. Chúng ta thấy rằng ban đầu thì nó cũng có thể là giống như là các cái tình cảnh của các nước Bắc Phi, Trung Đông khác, tức là cái phản ứng của người dân trước cái thực trạng đất nước chênh lệch giàu nghèo, rồi thì cái tỷ lệ về mù chữ, rồi không được tiếp cận y tế, và đặc biệt là cái tình trạng tham nhũng hoặc là một cái chính sách hà khắc. Nhưng sau đó thì những cái phản ứng này nó bị rất nhiều những cái lý do bên trong cũng như bên ngoài nó tác động đến và khiến cho cái câu chuyện không còn là cái mâu thuẫn đơn thuần là mâu thuẫn xã hội nữa, mà giờ đây nó đã trở thành một cái mâu thuẫn liên quan vấn đề quyền lực. Chúng ta nhìn thấy là suốt một cái thời gian dài, trong 2 năm qua người ta
chỉ nói đến vấn đề là chính quyền của ông Bashar al-Assad phải ra đi, tức là câu chuyện về quyền lực. Vâng, chúng ta có thể thấy với cả những cái yếu tố từ bên trong, yếu tố bên ngoài đã khiến cho cái cuộc khủng hoảng tại Syria xảy ra. Tuy nhiên, đây là một cuộc khủng hoảng kéo dài rất là khá là lâu, đã tròn 2 năm và bắt đầu bước sang năm thứ 3. Theo ông thì tại sao cái cuộc khủng hoảng tại Syria lại kéo dài lâu đến như vậy? Tôi nghĩ rằng là có lẽ có khi nó còn kéo dài tiếp. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là nếu như bạn lúc nãy chúng ta cũng đề cập là mâu thuẫn từ cái đơn giản là phản ứng của người dân trước thực trạng của cuộc sống, thì giờ đây nó chuyển sang cái câu chuyện về quyền lực. Mà đã là câu chuyện quyền lực thì nó liên quan là bên nào mạnh sẽ thắng nhiều hơn là một cái tình trạng gọi là tự nguyện rút lui. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong 2 năm qua thì một bên là phe đối lập, điển hình là quân đội giải phóng Syria hoặc là cái hội đồng quốc gia dân tộc Syria, rồi liên minh dân tộc cách mạng Syria vân vân, thì đấy là phe đối lập. Còn bên kia là chính quyền đương nhiệm của ông Bashar al-Assad. Nhưng có lẽ cái tình trạng mà gọi là nội chiến nó kéo dài thì tôi nghĩ là có 2 nguyên nhân cơ bản. Một là cái tương quan lực lượng giữa hai phe nó không có sự chênh lệch quá lớn, phía chính phủ cũng không đàn áp được hoặc là không tiêu diệt được những cái lực lượng nổi dậy, đặc biệt là những cái lực lượng mà chính phủ của ông Assad cho rằng là các cái phần tử khủng bố. Ngược lại thì cái phe đối lập thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng không đủ cái sức mạnh để mà loại bỏ chính phủ của ông Assad. Cái nguyên nhân thứ hai chúng ta nhìn thấy là có cái hầu như cái chính biến ở Bắc Phi Trung Đông chúng ta chứng kiến từ năm 2010 đến nay thì có những cái chính biến kết thúc theo kiểu này như ở Tunisia, có những cái chính biến kết thúc theo một kiểu khác như ở Libya, thì đều dính đến câu chuyện tức là có một sự can thiệp từ bên ngoài, không của Hội đồng Bảo an thì của Liên đoàn Ả Rập. Nhưng riêng vấn đề Syria thì chúng ta cũng thấy là yếu tố quốc tế can thiệp ở đây rất lớn. Đúng, chúng ta nhìn thấy vai trò của ông Kofi Annan, sau này là ông Lagda, đúng không? Thế rồi thì chúng ta nhìn thấy cái vai trò của các nước phương Tây thông qua một cái mạng lưới tuyên truyền, có thể nói là thậm chí NATO còn triển khai một số cái tên lửa đánh chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt là vai trò của Nga và Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Trong suốt năm ngoái thì chúng ta thấy là họ vận dụng cái quyền veto, quyền phủ quyết của họ để mà ngăn chặn những cái sự can thiệp của nước phương Tây. Thì tuy nhiên thì tất cả những cái sự can thiệp này nó khác với các nước khác ở khu vực Bắc Phi Trung Đông, là dường như cái sự can thiệp này nó có mức độ, hay nói cách khác tức là người ta không dám mạo hiểm giống như ở Libya, và người ta cũng không có cái cơ sở để can thiệp giống như là ở cả Ai Cập. Và chính vì thế cái sự can thiệp nửa vời này nó dẫn đến, có cá nhân tôi có một cái cảm giác là hình như họ để cho hai bên tự giải quyết, bên nào mạnh hơn thì sẽ giành chiến thắng thì phải. Và như bạn thấy là bạn đã bước sang năm thứ 3 rồi. Cuộc nội chiến này tôi chưa nhìn thấy có một cái tia sáng nào ở cuối đường hầm cả. Vâng, với bước sang năm thứ 3 và hơn 70.000 người thiệt mạng thì đây là một con số rất là lớn và có thể sẽ tiếp tục tăng nữa khi mà chúng ta không nhìn thấy được một cái gọi là sự hòa giải hay một lối thoát cho cái cuộc khủng hoảng này. Vâng, ngày 28 tháng 4 thì Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cảnh báo là việc mất an ninh tại Syria sẽ đe dọa đến toàn khu vực. Theo tiến sĩ Đỗ Sơn Hải thì mức độ ảnh hưởng của cuộc nội chiến này có thực sự lan rộng đến như vậy hay không? Tôi nghĩ là khả năng đó rất là cao, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là nếu như đơn thuần cuộc nội chiến này chỉ trong cái phạm vi của Syria thì cũng đã ảnh hưởng rồi. Trong cái năm 2012 thì chúng ta đã thấy là trong những cái cuộc giao tranh thì đã có những cái quả đạn pháo từ Syria rơi sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là sang Liban. Và sau đó thì cái quan hệ giữa các nước láng giềng này với Syria trở nên hết sức căng thẳng. Dù người ta cố biện minh lý giải là phe này hay phe kia bắn sang thì cũng đã có những cái thương vong chết chóc ở những cái nước láng giềng. Cho nên nói cách khác tức là tình hình chiến sự ở Syria nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nước láng giềng trên cả cái phương diện kinh tế, trên cả cái phương diện về an ninh, xã hội. Chúng ta chưa nói đến những cái cuộc gọi là di cư ồ ạt từ Syria sang. Thế rồi thì có những cái tình trạng hỗn loạn nó liên quan đến những cái lực lượng khủng bố mà nó kéo từ đâu đến, trà trộn thâm nhập vào phe này phái kia ở Syria. Một cái mặt khác thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái cuộc nội chiến này nó tác động đến khu vực bởi vì nó liên quan quá nhiều nước. Tình hình chiến sự ở Syria nếu kết thúc, dù cái kết cục như thế nào thì chắc chắn cũng có một phe cảm thấy là hả hê và phe kia thì cảm thấy là thất bại ê chề. Và câu chuyện thì bạn thấy rằng là chắc là họ sẽ phải tìm cách lấy lại những cái gì mà họ đã mất.
Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là trước hết là trong cái phạm vi các nước lớn, trong cái gọi là nhóm P5 đấy, 5 cái thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an cũng đã là chia làm hai phe. Và tôi cũng không biết là cái giữa Mỹ, Anh và Pháp, 3 cái thành viên thường trực mà được coi là một phe đấy, thì không biết có thống nhất không. Và sắp tới đây thì quan điểm của Nga và Trung Quốc liệu có thống nhất trong vấn đề Syria như năm 2012 không, thì cũng là một cái dấu hỏi. Ở một khía cạnh khác thì ở khu vực này chúng ta cũng thấy rằng là cái phản ứng của Israel rất là mạnh mẽ với cái tình hình Syria. Bởi vì có lẽ là Israel cũng lo ngại là tình hình chiến sự này nếu lan rộng, người ta có thể tận dụng cái tình hình gọi là chiến sự mà dấy lên một cái cuộc gọi là binh đao mới chống Israel chăng. Tất nhiên đấy là một cách nhìn nhận của nhà nước Israel. Và đương nhiên Syria thì nó liên quan đến toàn bộ cái bán đảo Ả Rập, liên quan đến cái liên đoàn Ả Rập. Nói cách khác là tình hình chiến sự của Syria cũng sẽ dẫn đến một trong những cái gọi là đảo lộn trong cái liên đoàn Ả Rập. Vì chúng ta, tôi cũng lưu ý là cuối năm ngoái khi mà cái Liên minh Dân tộc Cách mạng Syria ra đời ấy, thì Liên đoàn Ả Rập đã công nhận. Và nếu cái tình hình chiến sự nó có một cái kết quả bất lợi thì không biết là tình hình của Liên đoàn Ả Rập sẽ ra sao. Mà nếu cứ giả sử đúng như là Liên đoàn Ả Rập gọi là công nhận, nói cách khác tức là cái phe đối lập giành thắng lợi, thì chưa chắc Liên đoàn Ả Rập đã có một cái sự thống nhất trong cái cách nhìn nhận phe đối lập này. Bởi vì ngay bây giờ cũng đã có những cái mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ rồi. Nói tóm lại thì chúng ta cũng thấy rằng là bàn về cái hậu quả của cái cuộc nội chiến ở Syria có lẽ chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Nhưng nhìn chung thì trước hết là khu vực sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn trên mọi phương diện. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng tại Syria đang ngày càng cho thấy độ phức tạp và căng thẳng liên tục được đẩy lên cao, đặc biệt khi mới đây những cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học cho cả hai bên tham chiến ở nước này đã được nêu ra. Khủng hoảng Syria một lần nữa được đẩy lên căng thẳng khi vũ khí hóa học được cho là đã được sử dụng tại quốc gia này. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ một tờ báo thân chính phủ Syria đưa tin hôm 28 tháng 4 rằng nhiều binh sĩ chiến đấu với phiến quân tại một khu vực bất ổn của thủ đô Damas đã có các triệu chứng về việc tiếp xúc với vũ khí hóa học. Tờ Al-Watan dẫn một nguồn tin y tế đáng tin cậy cho biết nhiều binh sĩ đã được đưa đến bệnh viện quân đội Hamis tại thủ đô Damas vào đầu tuần này sau khi xuất hiện các triệu chứng hít phải khí hóa học khi các phiến quân ném một quả bom vào quân đội tại khu phố Bres lân cận với thủ đô Damas. Các cuộc tranh luận về vũ khí hóa học của Syria đã bùng lên gần đây khi Nhà Trắng tuyên bố rằng quân đội Syria có thể đã sử dụng vũ khí hóa học, chủ yếu là khí sarin, trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy. Tuyên bố trên đánh dấu việc Washington lần đầu tiên buộc tội ông Al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Chính phủ Syria đã bác bỏ tuyên bố trên và cáo buộc Washington cùng các đồng minh phương Tây đang khuấy động các cáo buộc chống lại Syria để có thể lặp lại kịch bản như đã từng làm tại Iraq. Tuy để ngỏ mọi sự lựa chọn trong việc đối phó với Syria, nhưng Tổng thống Obama ngày 3 tháng 5 nói rằng cần xác minh chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học hay chưa. Ông nói Mỹ không nên vội vã quyết định bởi những cáo buộc không có bằng chứng cụ thể và xác thực. Các nhà phân tích nói rằng lập trường thận trọng của chính quyền Obama liên quan tới những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria một phần là do rút kinh nghiệm từ sai lầm trong cuộc chiến tranh Iraq hao người tốn của và mất lòng dân. Một cuộc thăm dò do New York Times công bố ngày 30 tháng 4 cho thấy 62% người Mỹ nói Mỹ không có trách nhiệm can thiệp về cuộc chiến giữa các lực lượng Assad và quân nổi dậy chống chính phủ. Điều này cho thấy cuộc chiến Syria không phải là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ. Vâng, như vậy là vũ khí hóa học đã được nhắc đến trong cuộc chiến tại Syria. Thưa ông Đỗ Sơn Hải, ông nhận định ra sao về cái vấn đề này và liệu nó tác động như thế nào đến cuộc khủng hoảng tại đây? Cái câu chuyện về vũ khí hóa học của chính phủ Syria thì nó đã vang lên rất là ầm ĩ từ năm ngoái. Chúng ta nhớ là lúc đó thì bản thân chính phủ của Syria cũng đã tuyên bố tức là họ có, nhưng mà họ sẽ không bao giờ sử dụng để mà chống lại cái người dân của mình, và họ chỉ dùng để chống lại trong cái trường hợp mà có cái xâm lược. Nói cách khác tức là chỉ dùng để bảo vệ cái tổ quốc. Thế nhưng mà thời gian nó trôi qua mà chúng ta cũng thấy có thể là do cái dịp năm mới mọi người còn đang vui vẻ cho nên là cái câu chuyện này nó không vang lên. Thế rồi đột ngột thì trong suốt cái tuần qua thì chúng ta nghe thấy là đầu tiên là Thủ tướng Anh David Cameron, sau đó thì bên phía Mỹ Tổng thống Barack Obama cũng buộc phải nói rất nhiều về cái câu chuyện là chính phủ của Syria đã sử dụng cái vũ khí hóa học. Có lẽ thì họ căn cứ trên một vài cái hiện tượng. Hiện nay thì cả nước Anh cũng như là cả Mỹ đều không dám khẳng định là cái thông tin
là chính phủ của ông Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Tôi xin... Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là với một cái thông tin nó khiến cho chúng ta nhớ lại cái kịch bản ở Iraq, là sau này thì chính phủ của ông Bush bị lên án rất nhiều là đưa những cái thông tin giả. Cho nên có lẽ vì thế ông Obama không phải một lần tuyên bố rằng là mặc dù chính phủ của ông Assad sở hữu vũ khí hóa học, nhưng cách họ sử dụng như thế nào và thời điểm nào thì có lẽ chúng ta cần phải hết sức thận trọng theo dõi. Vì hiện nay thì các nước phương Tây chưa có một cái bằng chứng xác thực nào. Đây là cái lý do thứ nhất để nó nói lên cái sự ngập ngừng, cái sự thận trọng trong cách xử lý việc mà Syria đã vượt qua cái làn gọi là làn ranh giới đỏ như chính các nước phương Tây đặt ra, có nghĩa tức là đã sử dụng vũ khí hóa học. Cái khó khăn thứ hai ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu như đúng là có cái chuyện vũ khí hóa học được sử dụng thì chúng ta thấy rằng là sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào cái thời điểm này có lẽ phải đặt ra một câu hỏi là ai sẽ thực thi cái sứ mạng này. Thì tất cả đều nhìn vào nước Mỹ và cho rằng là nước Mỹ cần phải có một cái trách nhiệm. Thậm chí là các nước Liên minh châu Âu hối thúc Mỹ là cần đưa ra một cái quan điểm, cần đưa ra một cái lộ trình, lên một cái kế hoạch rất là chi tiết cụ thể. Thì tôi cũng rất là lạ là tại sao cái trách nhiệm này lại hướng về phía Mỹ trong cái bối cảnh nước Mỹ có lẽ là muôn vàn khó khăn. Cái câu chuyện là rút quân ở Afghanistan cũng đang là một cái dấu hỏi đối với họ. Tiếp theo là những cái khó khăn về kinh tế. Cho đến giờ phút này tôi chưa nhìn thấy có một cái sự khởi sắc nào. Tất nhiên là bởi vì cái nhiệm kỳ 2 mới bắt đầu được mấy tháng. Câu chuyện về bán đảo Triều Tiên, tình hình căng thẳng Triều Tiên thì chúng ta biết là cái cuộc tập trận vừa kết thúc hôm qua thì đương nhiên là người Mỹ sẽ có thời gian thảnh thơi hơn. Thảnh thơi theo cái khía cạnh gọi là tạm ngừng sau mỗi cuộc diễn tập thôi. Còn cái tình hình trên bán đảo Triều Tiên tôi chưa thấy có dấu hiệu nào. Cộng với những cái phức tạp ở trên biển Hoa Đông cũng như Biển Đông. Nói cách khác là người Mỹ đang bị cuốn vào cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những cái căng thẳng đột biến gia tăng. Như vậy thì rõ ràng người Mỹ bị trói chân trói tay nhiều quá. Bây giờ lại tiếp tục một cái sự can thiệp vào Syria thì tôi nghĩ rằng là đúng như Tổng thống Barack Obama phát biểu hôm thứ Sáu tại Costa Rica là chúng ta nên hết sức thận trọng, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và để tránh đi những cái sai lầm đáng tiếc. Tôi nghĩ đó là hoàn toàn hợp lý. Vâng, bà Lan Hương, bà có bổ sung gì không ạ? Tôi nghĩ là Mỹ chần chừ trong chuyện nói rằng là Syria đang sử dụng vũ khí hóa học cũng có cái lý do riêng của nó. Bởi vì là bây giờ cái cuộc chiến của Syria nó lên mức độ trầm trọng không phải cho quốc Syria mà riêng mà còn mang tính chất quốc tế. Hãy nhìn vào cái bản đồ của Syria sẽ thấy. Bởi vì Syria họ giáp một bên là Địa Trung Hải, một bên họ giáp với lại Liban, Israel, Jordan, còn bên nữa thì họ giáp Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Những cái tên này cũng đủ thấy rằng là Syria đang nằm ở một cái điểm rất nhạy cảm ở Trung Đông. Và cái chính quyền của Tổng thống Syria đấy, họ đang được sự ủng hộ rất lớn của Nga. Bên đấy là cạnh đấy là một phần nào đấy của Trung Quốc. Và vừa mới đây là Iran từ năm 2012. Và bên phe đối lập thì họ lại cũng có sự ủng hộ của rất nhiều nước phương Tây như anh Hải vừa nói. Mà ngay cả tại nội tại trong cái khu vực Syria đấy thì cái mâu thuẫn giữa hai cái dòng Hồi giáo Shia và Sunni nó rất lớn. Chẳng hạn như là ngay Syria tôi vừa nói, nghĩa là cái xung đột tôn giáo sắc tộc rất lớn. Liban bên cạnh cũng vậy. Họ đã có một cái lực lượng bảo vệ cho phe đối lập. Bên cạnh đấy thì cũng có những lực lượng bảo vệ cho chính quyền. Rồi như Thổ Nhĩ Kỳ, họ là một đất nước lại muốn rằng là họ sẽ đi theo cái chế độ mà quân chủ mà có người Sunni, Hồi giáo Sunni họ đứng đầu. Vì vậy là cái sự chia rẽ giữa cái quan điểm giữa các nước láng giềng của Syria cũng đủ thấy rằng là cái vấn đề vũ khí hóa học không phải dễ để sử dụng. Vì là khi mà một đất nước sử dụng hay nước kia nói rằng đấy đã đủ bằng chứng hay chưa thì họ đều phải ngó nghiêng và thăm dò cái động thái của phe bên kia. Vâng, thưa ông Đỗ Sơn Hải, chúng ta có thể thấy là đối với trường hợp sử dụng vũ khí hóa học tại Syria có rất nhiều điểm khác biệt khi so sánh với cả Iraq những năm trước. Đó là cái thái độ của nước Mỹ. Nước Mỹ năm nay đã có một cái thái độ thận trọng hơn, khác hẳn so với những cái gì mà dưới thời Tổng thống Bush đã làm đối với Iraq. Thì theo ông, tại sao chính phủ Obama lại có cái thái độ như vậy? Như lúc nãy tôi cũng đã đề cập là chính phủ Mỹ hiện nay
gặp quá nhiều khó khăn cả trong nước lẫn bên ngoài. Họ phải căng lực lượng ra trong cái bối cảnh thực lực của họ đang bị bào mòn dần bởi những cái mục tiêu đặt ra là quá lớn. Lúc nãy thì tôi cũng đã nói về vấn đề ở Triều Tiên, vấn đề ở châu Á Thái Bình Dương một cách rộng lớn, thế rồi tình hình ở châu Âu, thế rồi bản thân tình hình Bắc Phi Trung Đông này, trong cái câu chuyện ở Iraq, câu chuyện ở Afghanistan. Nhưng có lẽ là chúng ta nhìn thêm một cái khó khăn vừa mới nảy sinh, thực ra nói vừa nảy sinh thì cũng không đúng, mà trở nên gọi là nổi lên, đó là cái vụ đánh bom ở Boston, rồi thì một loạt những cái vụ gọi là xả súng. Thì rõ ràng những cái vấn đề an ninh nội tại của Mỹ nó đang choán hết cái chương trình nghị sự của Tổng thống Barack Obama. Thế quay trở lại cái câu chuyện vũ khí hóa học của Syria thì có lẽ là tôi cũng xin bổ sung thêm một chút là đây này, là cái tình hình chiến sự đã kéo dài hơn 2 năm rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều người đã ngã xuống vì bom đạn. Và chúng ta cũng hiểu rằng là bom đạn thì nó sẽ để lại những cái dấu vết ở môi trường. Nói cách khác tức là cái môi trường bị tổn thương nghiêm trọng. Và những cái chết tiếp theo từ cái hệ quả của những cái cuộc giao tranh này thì chúng ta thấy rằng là khó có thể nói rằng nó có đúng là do vũ khí hóa học hay do chính những cái bầu không khí bị bẩn đục bởi súng đạn hay không. Cho nên chính vì thế tôi đặt câu hỏi là người ta đưa vấn đề vũ khí hóa học của Syria ra vào thời điểm này để làm gì? Mặc dù người ta có những cái thái độ rất thận trọng, tất cả các bên từ Nga, Trung Quốc cho đến các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh là điển hình, thì đều có chung một cái phát biểu với một cái tư tưởng tức là lên án việc sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng nhìn chung thì tất cả những nước này cũng dường như có một cái thống nhất là tránh nói đến cái chuyện là dùng quân sự, dùng những cái biện pháp gọi là sức ép của cộng đồng quốc tế để buộc Syria phải thế này, phải thế kia trong nhân cái cớ sử dụng vũ khí hóa học. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là nêu cái vấn đề vũ khí hóa học này vào thời điểm này để làm gì? Thì thực sự là cho đến giờ phút này có rất nhiều những cách gọi là lý giải. Nhưng tôi thì cho rằng là có lẽ là do vấn đề Syria, cái tình hình nội chiến nó kéo dài lâu quá. Thế rồi thời gian qua hình như là cộng đồng quốc tế lãng quên. Tất nhiên lãng quên trong nháy nháy. Thì có lẽ vấn đề vũ khí hóa học họ dấy lên và tạo nên cho người ta thấy rằng nội chiến cần phải kết thúc thông qua cái vấn đề vũ khí hóa học. Vâng, như vậy là chúng ta cũng có thể hiểu rằng là với việc đưa ra cái vấn đề vũ khí hóa học dường như đã có một cái số chủ đích rằng đã đến lúc chúng ta cần phải tìm một cái con đường mạnh hơn để có thể kết thúc nội chiến tại đất nước Trung Đông này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà quan sát nhận định rằng là tìm lời giải cho bài toán khủng hoảng tại Syria không chỉ cần những nỗ lực từ mỗi bên tham chiến, mà nó còn cần đến một sự thống nhất cao giữa các quốc gia bên ngoài cũng như cả cộng đồng quốc tế. Trước tình hình bất ổn không ngừng gia tăng tại Syria, thời gian qua, cộng đồng quốc tế liên tục có những động thái nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, khi còn quá nhiều khác biệt trong lập trường của những nước có tầm ảnh hưởng lớn, một bên là Mỹ và phương Tây, một bên là Nga và Trung Quốc, nhiều người nhận định Syria vẫn là một bài toán cực kỳ khó giải. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây tỏ rõ những động thái hậu thuẫn lực lượng đối lập như việc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ của Anh và Pháp, bất chấp việc Liên minh châu Âu có đồng ý hay không, thì ở bên kia, nước Nga và Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường quốc tế, không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Ngay cả nước Mỹ, quốc gia được coi là không có thiện cảm với chính phủ của Tổng thống Assad, cũng chưa đưa ra quan điểm rõ ràng rằng có trực tiếp sử dụng các biện pháp quân sự hay không. Điều này cũng đang khiến các đồng minh của quốc gia này phân vân. Trong khi quốc tế vẫn bất đồng, thì ngay trong nội bộ của quốc gia Trung Đông này, căng thẳng vẫn được đẩy lên cao. Những bất đồng về lợi ích cũng được xem là một cản trở lớn để lực lượng nổi dậy và chính phủ Syria ngồi vào bàn đối thoại. Trong khi chính quyền Damas quyết tâm duy trì quyền lực và thực hiện tiến trình cải cách, thì phe nổi dậy lại bác bỏ các nỗ lực này và muốn hướng tình hình Syria đi theo mô hình của Libya để có thể trở thành lực lượng lãnh đạo tại Syria. Những diễn biến tại Syria hiện nay cho thấy rất khó để tìm ra một giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này trên bản đồ địa chính trị khu vực Trung Đông. Vâng, thưa bà Lan Hương, khi nhắc đến cuộc khủng hoảng tại Syria, người ta thường đề cập đến việc phương Tây đang tỏ rõ sự hậu thuẫn của mình đối với phe đối lập. Đối với cái vấn đề này thì bà có quan điểm ra sao? Tình hình Syria cho thấy là phương Tây cũng có một số động thái để ủng hộ phe đối lập. Như anh thấy đấy, nghĩa là từ năm 2011-2012 thì cái lực lượng đối lập họ đã thành lập được một số cái tổ chức
mà hầu hết là ở nước ngoài, tổ thành lập tại nước ngoài, chẳng hạn như là Hội đồng Dân tộc Syria, rồi Tổ chức Hợp tác Quốc gia vì sự thay đổi dân chủ, hay là Liên minh các lực lượng cách mạng và đối lập, hoặc là Quân đội Syria tự do. Và cái mục đích của phe đối lập muốn của các nước phương Tây muốn ủng hộ phe đối lập đấy là họ muốn nhanh chóng lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và tìm kiếm một cái mối quan hệ đồng minh mới do họ hy vọng sẽ lập ra một chính phủ mới cho phe đối lập, hoặc là họ muốn hạn chế cái sự ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, đồng thời cũng hạn chế cái ảnh hưởng của Iran trong khu vực Trung Đông. Và cái yếu tố địa lý rất là lợi hại của Syria đã thấy rằng là các nước phương Tây ủng hộ được phe đối lập thì có nghĩa là Mỹ và các nước phương Tây sẽ có những cái quyền bá chủ tại khu vực Trung Đông này, và họ sẽ gạt được những cái ảnh hưởng rất lớn từ Nga hoặc là Mỹ hoặc Hoa Nga hoặc Trung Quốc. Vậy thì là cái hành vi hành động mà ủng hộ cho phe đối lập hầu hết là họ ủng hộ như là cho phe đối lập trang bị vũ khí cho phe đối lập, hoặc là NATO, hoặc là một số nước đồng minh của Mỹ họ cũng có những cái động thái là vận dụng cái ủng hộ cái vũ khí cho phe đối lập. Tuy nhiên thì Mỹ vẫn còn rất là cân nhắc cái vấn đề là có ủng hộ vũ khí mang tính chất sát thương cho phe đối lập không, bây giờ vẫn chưa có lời giải. Vâng, theo những cái gì thông tin mà được báo chí quốc tế nói đến thì một trong những cái nguyên nhân mà khiến Mỹ cũng chần chừ trong việc trang bị vũ khí cho phe đối lập đó là bên trong phe đối lập cũng có những cái tổ chức mà Mỹ coi là những tổ chức khủng bố. Như vậy thì cái điều này cũng có thể lý giải phần nào tại sao là nước Mỹ còn chần chừ trong cái việc là trang bị vũ khí cho phe đối lập tại Syria. Vâng, thưa ông Đỗ Xuân Hải, nếu như phe đối lập có sự hậu thuẫn từ phương Tây thì chúng ta cũng phải nói đến vai trò của Nga và Iran đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông nhận định ra sao về cái mối quan hệ trên? Cái này thì chúng ta cũng đã biết là quan hệ giữa Nga và Syria là có thể gọi là quan hệ đồng minh lịch sử, bởi vì cái mối quan hệ đồng minh này nó đã được thông qua cái hiệp định gọi là đồng minh Nga-Syria từ cái thập kỷ 60 của thế kỷ trước, và cho đến giờ thì cái hiệp định này vẫn có cái giá trị pháp lý. Thứ hai nữa là cái chính phủ của ông Mohammed Ahmadinejad đương nhiên là ông ủng hộ cái chính thể của Bashar al-Assad. Bởi vì cho đến giờ phút này thì hình như là tại cái khu vực gọi là Trung Đông, Trung Cận Đông này, Ahmadinejad hình như còn mỗi cái chính phủ Syria là đồng minh. Thế thì cái mối quan hệ tam giác gọi là Nga, Iran và Syria này nó là một cái mối quan hệ nó vừa là đồng minh trên cùng một chiến tuyến chống lại cái sức ép từ các nước phương Tây, nhưng mặt khác thì nó cũng có những cái mối quan hệ gọi là tương hỗ về mặt kinh tế. Ở đây thì Syria cũng như là Iran là hai cái nước mà cùng với Nga là những nước xuất khẩu dầu lửa rất là lớn, mà đang bị cái nhóm OPEC, tức là cái tổ chức xuất khẩu dầu lửa, gần như là cô lập, hay nói cách khác tức là đụng độ về giá cả. Thì có lẽ đây là một cái liên minh gọi là kinh tế tự nhiên. Và một góc độ khác thì chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái bối cảnh mà tình hình khu vực nó có nhiều cái biến động như vậy thì đương nhiên nó đặt ra những cái thách thức rất lớn cái mối quan hệ tay ba này. Và có lẽ là trong thời gian tới, mà thôi thì chúng ta cũng chỉ lấy một vài cái hiện tượng, ví dụ như là người Nga đã đưa những cái con tàu vào với những cái lời tuyên bố là sẽ di rời cái công dân. Ở đây thì công nhân Nga đang làm việc ở Syria cũng không phải là ít. Thì họ cái tuyên bố gọi là di rời dân này cho thấy rằng hình như người Nga cũng đặt ra một cái tình huống dự phòng. Và có lẽ vì thế trong thời gian tới thì tôi cũng rất là quan ngại là cái mối quan hệ này liệu có bền chặt không. Và hoặc là giữa Iran và Syria thì đương nhiên về mặt địa lý nó sát nhau như vậy, nước láng giềng như thế, thì tình hình Syria thì gọi là tối lửa tắt đèn có nhau. Thì đương nhiên là Tổng thống Ahmadinejad rất lo ngại cái tình hình Syria nó sẽ có những cái biến loạn. Nhưng nếu như cái cục diện quân sự nó nghiêng về cái phe đối lập thì tôi nghĩ rằng là cái mối quan hệ này nó cũng sẽ có những cái rạn nứt. Vâng, thưa bà Lan Hương, bà có bổ sung gì trong cái vấn đề trên hay không? Tôi thấy rằng là cái quan hệ ngay cả trong phe đối lập ấy, nó thời điểm đầu năm 2013 nó cũng khác với lại năm 2012.
đấy là những cái phe phái ủng hộ, những cái nước ủng hộ cho phe đối lập cũng bắt đầu đã có sự rạn nứt và chia rẽ về cái lợi ích của mình trong Syria. Vì vậy cái cuộc can thiệp của nước ngoài vào Syria nó mang tính chất rất là nhiều chiều và rất là khó dự đoán rằng là phe nào ủng hộ phe nào, lực lượng nào hoặc là nước nào sẽ cam kết là đồng minh hay là một người bạn thân cận nhất đối với lại chính quyền Syria cũng như là đối với lại phe đối lập của Syria. Theo những thông tin mới nhận được của chúng tôi thì là Israel đã thực hiện một cuộc không kích trên lãnh thổ của Syria. Hành động này phải chăng là sẽ báo hiệu những cái can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria, thưa tiến sĩ Đỗ Sơn Hải? Không, tôi không cho rằng là một vài quả đạn rocket bắn từ bên này sang bên kia hay là một cái cuộc không kích của Israel vừa rồi đấy, ngày hôm qua đấy, thì nó sẽ là mở đường cho một cái cuộc can thiệp vũ lực vũ trang. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng nếu như Israel hành xử như là đã từng nhiều lần đe dọa Iran, là bất chấp cái sự đồng ý của Mỹ cũng như là các nước thành viên NATO có hay không có, thì họ sẽ tự mình tiến hành một cái cuộc gọi là hành binh để mà ngăn chặn cái việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc là bây giờ là việc chính phủ của ông Bashar al-Assad sử dụng cái vũ khí hóa học. Thì tôi nghĩ rằng là Israel quá hiểu là trong cái cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là chống một mình Iran hay là Syria mà nó còn liên quan đến cả một cái thế giới Ả Rập. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây chỉ là một cái gọi là hiện tượng, một cái sự kiện mà mang cái tính chất cục bộ. Nó không báo hiệu một cái cuộc chiến tranh ở quy mô lớn. Vâng, câu hỏi cuối cùng xin được dành cho cả hai vị khách mời. Đó là trải qua 2 năm khủng hoảng tại Syria, thì theo ông bà thì một giải pháp hòa bình cho Syria sẽ cần có những yếu tố nào? Đầu tiên xin mời bà Lan Hương. Tôi thấy trước hết là cái kịch bản của Syria hiện nay nó khác với Libya trước đây. Bởi vì Syria không phải là một cái hiện tượng của riêng Syria mà mang tính chất quốc tế rồi. Trước hết là cái chính quyền của ông Bashar al-Assad cũng là một chính quyền mà đang sở hữu một cái lực lượng đội quân đội rất tinh nhuệ và có cái vũ khí hiện đại. Cộng với lại cái lực lượng này nó cũng đông đảo hơn, bởi vì một đất nước 22 triệu dân nó khác với một đất nước Libya có 6 triệu dân. Và một cái nghiên cứu chuyên sâu cho thấy rằng là cái cộng đồng Alawit ấy, mặc dù họ chiếm cái tiểu số của Syria nhưng họ lại có một cái đức tin tôn giáo và một cái sự trung thành tuyệt đối với chính phủ. Vì vậy những cái thông tin rằng là sĩ quan quân đội hay binh lính Syria bỏ chạy hoặc là đảo ngũ hay là tị nạn sang nước ngoài nó chỉ là hiện tượng nhỏ thôi, còn quân đội của họ vẫn rất là vững mạnh. Cộng với lại cái bằng chứng về vũ khí hóa học chưa ngã ngũ, và nếu như tấn công vào Syria theo đúng kịch bản của Libya thì cái hậu quả nó rất là không thể đoán trước được đối với tất cả các bên tham gia. Và khác với Libya là cái sự hậu thuẫn của Nga, Trung Quốc, Iran đối với chính quyền của Syria rất là lớn. Vì vậy là phương Tây họ cũng rất là cân nhắc trong việc là có lặp lại kịch bản của Libya hay không, hay là giống như là đã trang bị chương trình vũ trang cho Afghanistan hay là cho Syria trở thành Iraq thứ hai, bởi vì họ sẽ không dự đoán được những cái sai lầm nếu như tấn công Libya. Vì vậy là cái tương lai rất là khó đoán định. Và cái cuộc khủng hoảng này cũng cho thấy rằng là cái giải pháp cho họ cũng rất khó, bởi vì cái vấn đề Syria không phải thuộc người Syria. Vì vậy là nếu như Nga và một số nước nói rằng hãy để cho người Syria tự giải quyết là không hề dễ. Ngay cả với hình thức bầu cử dân chủ, bầu cử thì cũng không thể dễ, bởi các bên tham gia rất là lớn, họ can thiệp rất là lớn vào nước ngoài và vào Syria. Vâng, vậy ông Đỗ Sơn Hải, ông có quan điểm ra sao? Tôi nghĩ rằng là anh đã đặt ra một vấn đề là tìm một cái giải pháp hòa bình cho Syria. Thì khi đã nói đến giải pháp hòa bình thì nó chỉ có thể thành công khi và chỉ khi các bên liên quan đến cái mâu thuẫn đó chủ trương giải quyết vấn đề này bằng hòa bình. Bởi vì chỉ cần một trong các bên chủ trương là không thông qua biện pháp hòa bình thì chắc chắn biện pháp này sẽ khó thất bại. Nói cách khác, tức là để có một cái giải pháp hòa bình trong cái vấn đề Syria thì có lẽ điều kiện cần mà cũng là điều kiện đủ. Tôi nghĩ chỉ cần một điều kiện ấy là có thể hướng tới một giải pháp hòa bình. Đó là có một cái sự thay đổi trong nhận thức của tất cả các bên hiện nay, từ bên trong lẫn bên ngoài, từ bên chính phủ Bashar al-Assad và các lực lượng đối lập, cũng như là các cái lực lượng mà hiện nay đang hậu thuẫn các cái phe phái trong Syria,
cần có một cái nhận thức là đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này bằng con đường hòa bình, có nghĩa là các bên ngồi vào bàn đàm phán. Thì khi có được cái nhận thức như thế thì tôi nghĩ rằng giải pháp có thể nó dễ. Nhưng mặt khác thì nếu đòi hỏi như vậy thì có lẽ là khó với Syria đấy. Bởi vì tình trạng hiện nay thì nội chiến nó đã kéo dài 2 năm rồi, và bước sang năm thứ 3 thì những cái nghi kỵ trong lòng các phe phái nó càng ngày càng dày thêm theo năm tháng, đúng không? Và khó có thể mà bào mòn được. Vậy thì bây giờ biện pháp nào để hướng tới một cái biện pháp hòa bình? Thì tôi lại đang phải cân nhắc có lẽ phải có một cái biện pháp chiến tranh để có được hòa bình chăng. Thì nhưng mà cái biện pháp này nghe nó kinh quá, và tôi nghĩ rằng là cộng đồng quốc tế, trước hết là Hội đồng Bảo an cũng như là Liên đoàn Ả Rập, cần phải có một cái trách nhiệm với tư cách làm cái cơ chế đa phương, cần phải ngăn chặn cái tư duy là dùng chiến tranh để tạo ra hòa bình. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, 70.000 người thiệt mạng, 1 triệu người phải sống trong cảnh không nhà cửa, hàng triệu trẻ em đang phải lớn lên trong tình cảnh hết sức thiếu thốn và nguy hiểm. Đây đơn giản chỉ là những con số thống kê ước lượng, nhưng nó đã nói lên phần nào thực trạng tồi tệ tại Syria. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu người Syria cũng như cộng đồng quốc tế không thể tìm ra lời giải cho bài toán khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Đến đây thì chương trình Thế giới 7 ngày cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tới tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.